Hello, chào bạn đã đến với kênh của tôi nha Thì hôm nay tôi sẽ lên cho các bạn một dòng isobot cực kỳ dễ chơi và dễ chăm sóc Và một dòng mình cũng rất là thích bởi một cái vẻ đẹp thần bí của nó Dòng này thì cách đây khoảng 5 tháng trước mình chơi với một bạn nào đó mà bây giờ mình quên tên mất tiêu rồi Mình đã đổi được 10 con và bây giờ mình nuôi tới tận bây giờ luôn nè các bạn Đây trên tay mình đang là một dòng isobot có tên là Magic Boston Dòng này thì thuộc chi Amadilium So sánh về bộ chi Amadi thì cái dòng Magic này có tốc độ chạy nhanh hơn và nó khá là năng động hơn những cái dòng khác. Dòng này có tên đầy đủ là Amadilium Foga Magic Potion, một cái tên khá là dài và ma mỹ đúng không các bạn? Sự ảo diệu của dòng Isobot này không chỉ nằm ở cái tên, mà nó còn thể hiện qua một cái vẻ bề ngoài vô cùng ống ả và đặc sắc. Toàn thân được bao phủ bởi một màu trắng trong, tượng trưng cho một sự thuần khiết ngây thơ và trong sáng. Thêm vào đó là những màu chấm đen kết hợp cùng với màu vàng, da và quang, được bố trí lộn xộn trên khắp cơ thể mà không theo một nguyên tắc nào cả và mỗi con có một kho văn hoàn toàn khác nhau rất ít khi con nào giống con nào điều đó thể hiện sự tự do giống như tính cách của con người vậy các bạn mỗi người một tính cách không ai giống ai màu sắc của dòng isobot này khiến nhiều người liên tưởng đến những cái lọ thuốc phép thực của các bà phù thủy đang sử dụng cũng chính vì màu sắc huyền ảo và ma mị như vậy mà người ta đặt nó với cái tên là Magic luôn đó các bạn. Kích thước của dòng Isobot này nó khá là khiêm tốn, khoảng từ 0.5 tới 0.8 cm cũng tương đối nhỏ và đôi khi max size nó có thể đạt tới 1 cm. Cũng có khi mình mở hộp nuôi dòng Isobot này ra thì mình thấy nó cũng giống giống tựa tựa như những con sâu vậy đó. Dòng này rất là dễ chơi nha, các bạn có thể nuôi ở nhiệt độ từ 23 tới 30 độ C, thậm chí khi vào thời tiết nắng nóng thì nó có thể sống ở nhiệt độ lên tới 33 độ C luôn á. Dòng Matrix này phù hợp với những nơi khô ráo thoáng mát và dòng này nó không thích ẩm cao. Nên các bạn đừng có nuôi nó ở trong cái bể terrarium nha. Độ ẩm phù hợp các bạn có thể nuôi từ 40-60%. tới 60%. Dòng này có tốc độ sinh sản ở mức trung bình nên vì vậy giá hiện tại trên thị trường đang bán với giá là một con là 50 000 Còn những shop thú cưng ở nước ngoài thì hiện tại người ta đang bán cái giá khá là cao, 59 đô trên một bát 10 con. Cũng phải hơn một triệu cho một sự trải nghiệm này, ở nước ngoài họ bán giá cao lắm các bạn. Và đến đây thì chúc các bạn chơi vui vẻ với dòng Magic này nha. Bye bye!